Kính chào quý vị khán giả của đài VNTV San Diego. Một lần nữa, Jimmy Thái xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, Jimmy đã vắng mặt khoảng 2 tháng nay, không có cơ hội để trò chuyện với quý vị vì có hai cái lý do mà Jimmy sẽ chia sẻ với đây chút xíu, và nó cũng sẽ dính tới cái câu chuyện tại sao hôm nay chúng ta có một người khách mời khá là đặc biệt để tiếp xúc với quý vị trước khi Jimmy quay trở lại. Thứ nhất là tháng rồi Jimmy đã về hưu non, vì Jimmy chưa có tới tuổi, đúng cái tuổi về hưu, nhưng mà Jimmy nghĩ là mình đủ rồi, con gái thứ nhì vừa ra trường rồi cho nên Jimmy không cần đi làm nữa. Và thứ hai nữa là Jimmy tập trung khá là nhiều vào cái tổ chức thiện nguyện Build School Foundation của mình, để mà bây giờ mình đã build trên 100 ngôi trường rồi cho nên Jimmy cũng khá là bận rộn. Cho nên khi quý vị nghĩ là retire rồi thì đáng lẽ là về hưu rồi thì sẽ có nhiều thời giờ cho VNTV hơn, không có hãy như vậy. Một phần nữa là Jimmy đang viết cuốn sách về cái 100 cái lesson và mình 100 cái mẫu chuyện mình đã học được qua cái quá trình mình xây 100 ngôi trường. Và cái quan trọng nhất mà Jimmy nghĩ quý vị có thể cảm nhận được đó là cái thị trường chứng khoán trong vòng 1-2 tháng rồi nó rất là dao động, nó xuống gần cả 20-25%, tuần này thì mình khá hơn chút xíu. Đó là cái lý do thứ nhất ha. Cái 401k của mình bây giờ nó nhìn giống như là cái 101k chứ không còn là 401k nữa. Lý do thứ hai nữa là khi Jimmy retire sớm như vậy, Jimmy không có được cái bảo hiểm sức khỏe, Jimmy phải tự đi tìm cái bảo hiểm sức khỏe, và đó cũng là một đề khá là vất vả mình tìm được. Đó là cái lý do tại sao mà hôm nay Jimmy mời cô Đoan Nguyễn. Cô Đoan Nguyễn á, thứ nhất cô là một người cố vấn tài chính, đã làm việc trên 10 năm rồi. Cô có bằng cử nhân, cô có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, về cái đề tài, về cái chủ đề này. Và thứ hai nữa, cô Đoan Nguyễn còn là một cái nhân viên agent của United Healthcare, và cô có bán bảo hiểm cho cái sức khỏe. Đó là hai cái lý do tại sao mà Jimmy nghĩ là hôm nay sự gặp gỡ của cô Đoan Nguyễn với quý vị rất là phù hợp với cái tâm trạng mà Jimmy đang trải qua. Và để không mất thời giờ quý vị nữa, bây giờ Jimmy xin mời quý vị chào đón cô Đoan Nguyễn. Hello Đoan, good to see you again. Hi, chào anh Jimmy. Dạ Đoan xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn đã dành một chút thời gian để mà coi cái chương trình hôm nay, để Đoan có dịp giới thiệu về mình và nói một chút xíu về cái chương trình Medicare. Cảm ơn anh Jimmy đã giới thiệu. Đoan có thể trước khi mình vô cái chuyện trò giữa hai anh em mình, Đoan có thể nhắc lại với quý vị một chút xíu về cái bản thân mình, tự giới thiệu một chút xíu, nhiều hơn anh Jimmy giới thiệu chút xíu. Vì mình biết là trước đó là Đoan đã ở bên Hawaii, đã cái thành phố biển rất là đẹp, đồ này là thành phố đảo rất là thơ mộng, ai cũng muốn tới Hawaii hết. Bây giờ tại sao Đoan lại quay về San Diego, và tại sao Đoan muốn gặp gỡ lại quý vị khán giả của đài VNTV tại San Diego của mình vậy? Thưa anh Jimmy, so Đoan thật ra sinh ra ở Việt Nam, gia đình Đoan qua Mỹ là hồi 1996, là hai mươi mấy năm rồi. Đoan đi học ở San Jose Bay Area, học high school, sau đó đi qua Hawaii có bằng đại học. Thì Đoan được cái MBA cũng ở Hawaii. Sau đó ở Hawaii rất là lâu, mười mấy năm, làm ở trong cái chương trình giống như Jimmy nói là Đoan làm về chương trình về tài chính, financial planning, thì giúp về bảo hiểm, giúp về investment là đầu tư. Nhưng mà Đoan làm việc thì có rất là nhiều khách người Việt Nam về cái chương trình bảo hiểm á, đặc biệt về bảo hiểm Medicare. Medicare là cho những người 65 tuổi trở lên á, thì Đoan thấy là cái công việc của mình rất là có lợi ích, giúp cho những khách hàng của Đoan lớn tuổi khi mà 65 tuổi trở lên á, thì khi mà có giấy tờ của Social Security gửi về, của văn phòng Social Security, văn phòng Medicare, khi mà họ gửi giấy tờ về, nhiều khi cũng hơi rắc rối, không có biết là giấy tờ có quan trọng, là muốn làm sao để mà điền đơn, rồi cùng trong lúc đó lại có giấy tờ của mấy cái công ty tư nhân giống như là United Healthcare hoặc là Kaiser hoặc là Humana, họ gửi mấy cái quảng cáo để mà kêu gọi mình mua mấy cái plan khác nhau. Thì lớn tuổi, khi mà mình 65 tuổi trở lên, nhiều khi ngôn ngữ bất đồng, không có hiểu rõ, rồi thấy rắc rối, không biết là cái information, cái tin tức nào là tốt, là nên chọn. Cho nên khi mà Đoan giúp cho những người khách này, Đoan có thể đọc cái thư,
giải thích cho họ biết cái chương trình nào tốt, mấy cái thông tin nào mình cần liên quan tới mình thì mình cần để ý, còn cái nào mà chỉ là quảng cáo thì mình không để cần để ý, mình bỏ qua, thì họ bớt lo lắng hơn. Thì thấy ô công việc của mình là rất là có ý nghĩa. Với lại Don cũng muốn share một cái information bab của Don thì mới 2 năm trước mới vừa 65 tuổi, cho nên cũng cần Medicare, cho nên mới thấy cái này không phải là chỉ công việc của mình làm rồi được trả tiền lương, mà mình có thể giúp cho gia đình mình. Tại vì ba của Don tới hồi 65 tuổi thì cũng nhận giấy tờ của Social Security, Medicare, rồi cũng cần phải biết là nên chọn cái plan nào, thì Don giúp nói cho ba biết. Thì thấy là ba của mình thì cũng giống như những khách hàng của mình, nhưng mà nhiều khi những người khách không có con cháu, có gia đình, nhưng mà con cháu hoặc là gia đình không có thời gian để giúp, hoặc là họ không có kinh nghiệm về Medicare, cho nên có muốn giúp mà cũng không giúp được. Cho nên khi mà Đoan tới gặp nói chuyện thì có thể giúp họ tìm hiểu được cặn kẽ hơn. Yes. Cho nên and then sau này khách của Don là có ở San Diego với lại ở Hawaii, hai bên có khi đi về vậy, nhưng mà gần đây giống như anh Jimmy nói thì Don dọn nhà qua bên San Diego, thì sau này sẽ ở bên đây luôn. Cho nên có mặt ở đây thì quý vị khán giả mà có cần tìm hiểu thì Don có thể hoặc là gặp mặt hoặc là nói chuyện phone thì cũng dễ hơn. Cho nên mới làm cái chương trình hôm nay để mà giống như là giới thiệu trở lại với cộng đồng người Việt Nam của mình ở San Diego. Yeah. Ok, rồi. Như vậy thì anh Jimmy nghe được Đoàn giới thiệu rất là nhiều, và cái câu hỏi anh Jimmy rất là thắc mắc trong cái phần và intro, phần giới thiệu của Đoàn. Thứ nhất là bây giờ anh Jimmy hiểu được tại sao mà mình về hưu sớm, mình chưa có tới 65 tuổi cho nên mình không có thể xin được cái Medicare, tầm phải đợi tới 65. Thì bây giờ Đoàn có thể tóm tắt lại là những cái quý vị nào đang lắng nghe chương trình, mà những quý vị có lớn tuổi và giống như Đoàn cũng nói là bố của Đoàn vừa mới giúp Đoàn, bố của Đoàn 2 năm rồi để mà có được cái Medicare. Như vậy thì mình phải có hội đủ những điều kiện gì thì mới được xin Medicare vậy Đoàn? Anh Jimmy, so Medicare là cái chương trình của Liên bang, chương trình sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho người 65 tuổi trở lên của Liên bang. Khi mà anh nhớ lúc mà mình đi làm, mình đóng tiền thuế mỗi khi mà có cái check thì nó kêu là FICA, cái nghĩa là tiền mình đóng cho vô cái chương trình Medicare đó. Cho nên mình chỉ lấy được Medicare khi mà mình 65 tuổi, hoặc là nếu mà mình trẻ hơn 65 tuổi mình có thể apply vô Medicare, nhưng mà mình phải bị disabled, có nghĩa là không có đi làm được, hoặc có cái bệnh gì mà nó kêu là qualified, mình phải được cái qualified condition nào để mà nó mới cho mình Medicare. Cho nên không phải là ai cũng có xin được Medicare, một là 65 tuổi trở lên, hai là dưới 65 tuổi, nhưng mà phải có cái condition là bị bệnh trong khoảng một thời gian rồi mình phải xin. Với lại mình phải là công nhân Mỹ, hoặc nếu mà không phải là công nhân Mỹ thì cũng phải ở Mỹ là ít nhất là 5 năm, so 5 năm trở lên. And then khi mà có Medicare đó thì mình sẽ được cái văn phòng an sinh xã hội nó gửi về cho mình cái thẻ. Nó không biết là quý vị nếu mà đã có Medicare thì chắc cũng biết cái thẻ có màu sọc xanh sọc đỏ thì nó có phần A với lại phần B. Cái đó là Medicare, nó sẽ có cái số Medicare number cho mình, với lại nó kêu là Part A, Part B, có cái ngày effective date là cái ngày mà mình được tròn 65 tuổi. Yeah, so cái đó là cái này giống như là những cái thông tin rất là basic của Medicare. Sau này còn có nhiều information còn hơi rắc rối nữa, nhưng mà cái đó để trả lời cho anh Jimmy là khi nào mình có thể được Medicare thì cái đây là cái câu trả lời nhá. Yeah. Rồi Đoàn vừa mới nói là cái Medicare rồi nó có cái Part A, Part B, rồi anh Jimmy nghe biết là có người còn nói là Part C, Part D. Thì Đoàn có thể tóm tắt cho quý vị cái Medicare A, B, C, D nó giống như là cái mẫu từ, bảng mẫu từ chữ cái như vậy, nó có chạy tới X, Y, Z luôn không vậy? Yeah, cũng hơn là nó chưa tới X, Y, Z, nó chỉ có A, A, B, C, D. Yeah. Okay, so cái Medicare nguyên thủy khi mà mình được 65 tuổi, mình có được cung cấp cái thẻ Medicare, thì cái thẻ Medicare nó chỉ cho mình phần A là đi bệnh viện, phần B là đi bác sĩ, hoặc là nếu mà mình cần mổ xẻ
nó không cho phần mình phần D hay phần C. D, phần D là thuốc, phần C là cái Medicare Advantage. D hay C là mình phải mua thêm, hoặc là mình mua ở mấy cái công ty tư nhân ở ngoài. Cho nên khi mà mình được 65 tuổi thì mình chỉ được có cái thẻ Medicare có phần A với phần B thôi. Phần A là bệnh viện, kêu là hospital, là bệnh viện. Phần B là để mua thuốc, không phải là để đi đi bác sĩ hoặc là có đi mổ xẻ. Giống như là nó rất là rắc rối, cho nên Don mới nói là không phải là cái ai cũng có nhiều cái kinh nghiệm hoặc là có nhiều cái thông tin về Medicare. Cho nên tốt nhất là nếu mà mình không có điều kiện mà để vô cái internet mà coi medicare.gov cái website á, hoặc là không có gia đình có người mà giúp giải thích á, thì nên liên lạc với những người mà có về kinh nghiệm về Medicare, hoặc là những người giống như Don thì làm cho một công ty nhưng mà không phải là lúc nào cũng chỉ bán cái plan. Cái job của Don là muốn nói cho quý vị biết cái giải thích cặn kẽ trước khi mà nói cho biết cái plan nào tốt hơn cho mình. Tại vì ở San Diego thì thường nó đi bác sĩ là lúc nào cũng phải có cái network. Cho nên nếu mà mình không có biết là cái plan nào phù hợp cho mình, bác sĩ của mình không có trong network thì nó sẽ rắc rối. Cho nên quan trọng là mình phải biết là mình vô cái plan nào, hoặc mình chỉ giữ lại Medicare AB nguyên thủy, mình mua cái phần thuốc riêng, hoặc là mình vô Medicare Advantage, mình phải biết là cái bác sĩ của mình sẽ chấp nhận cái thẻ của mình, cái plan của mình nhớ. Ok, wow. Nghe nó rất là phức tạp. Như vậy thì theo kinh nghiệm của Đoan á, cái lỗi lầm mà tất cả những cái người, những cái bác lớn tuổi mà trên 65 đồ này nọ mà khi mà apply cho Medicare không biết là ABCD á, thì ba cái lỗi lầm mà typical mà thường hay xảy ra nhất đó là ba cái lỗi gì mà Đoan có thể chia sẻ với các quý vị khán giả dựa trên mười mấy năm kinh nghiệm của Đoan. Đoan thấy đa số những quý vị mà có những cái vài người khách của Đoan giống như là nghĩ khi mà mình lớn tuổi 65 tuổi thì Medicare sẽ miễn phí. Khi mà họ lãnh, cái thứ nhất là mình phải nhớ là Medicare không phải lúc nào cũng miễn phí. Nếu mà mình ở Mỹ được 5 năm trở lên, mình phải đi làm, nó kêu là 40 cái credit, mình phải có 40 cái credit đó, thì mình sẽ được phần A. Tại vì lúc trước giờ mình làm 40 cái credit, mình đóng thuế, cho nên mình trở lại, bây giờ mình lấy Medicare, mình được phần A, thì mình khỏi cần phải đóng tiền mỗi tháng. Nó kêu là cái premium đó, thì nó sẽ cho mình phần A, khỏi đóng tiền. Nhưng mà phần B để đi gặp bác sĩ hoặc là đi mổ sẽ gì đó, thì mỗi người nào cũng phải có sẽ đóng cái phần B premium, cái tiền mỗi tháng. Thì mỗi năm nó có thay đổi một chút. Năm 2020 á, cái phần B premium tiền mỗi tháng là 170 đồng cái 10 cent. Cho nên mình nếu mà mình không có mấy cái chương trình trợ cấp của liên bang giống như là low income, Medi-Cal, Medicaid, mình sẽ phải đóng phần B. Sau nếu mà income mình cao hơn một số nó có cái threshold, nó giống như là cái mức income mà cao hơn nữa thì cái phần B của mình có thể mỗi tháng sẽ lại cao hơn nữa. Ok. Phần A thì mình không cần phải đóng, nhưng mà phần B phải đóng mỗi tháng. Với lại khi mà mình đi bác sĩ hoặc là mình đi bệnh viện trước, mình không phải là mình có cái AB là bây giờ mình không cần đóng tiền nào hết. Mình phải đóng cái co-insurance hoặc là co-pay của mình. Có nghĩa là Medicare chỉ cover cho mình 80%, còn cái 20% còn lại mình phải tự mình đóng. Cho nên không phải là miễn phí hết. Nếu mà mình bỏ tiền túi ra mình đóng. Còn nếu mà mình có chương trình trợ cấp mà kêu là low income hoặc Medi-Cal, Medicaid thì có thể cái chương trình Medicaid này sẽ giúp đóng cho mình cái 20% đó. Tùy theo cái income của mình. Nếu mà họ cho mình nó kêu là 100% low income hoặc là Medi-Cal hết thì có thể mình không đóng. Nhưng mà nếu mà mình chỉ partial là chỉ được ít thì mình vẫn phải đóng cái phần copay. Cho nên cái đó là cái đầu tiên là nhiều người hiểu lầm, tưởng là miễn phí hết nhưng thật ra không phải. Cái thứ hai nữa là Medicare nó chỉ cho phần A là đi bệnh viện, phần B là đi bác sĩ với lại mổ xẻ, nó không có cho thuốc. Nó với lại những người nói ồ còn nếu mà tôi muốn khám mắt hoặc răng, hoặc là muốn cái máy nghe tai, hoặc là mình muốn đi tập thể dục, đi chăm cứu, mấy cái này, cái chương trình bổ túc này thì Medicare nó sẽ không cho.
nó chỉ cho A là đi bệnh viện, B là đi đi bác sĩ hoặc là đi mổ xẻ. Còn muốn có thuốc, muốn có để có thể khám răng hoặc là khám mắt, khám khám tai mà mua được máy nghe hoặc đi tập thể dục và đi chăm cứu thì mình phải mua mấy cái plan khác mà ở mấy cái công ty tư nhân giống như United Healthcare, Humana, Kaiser, mấy cái công ty tư nhân này nó thường nó offer, nó cho có thể mình vô đăng ký vô mấy chương trình này. Nhưng mà mình nên nhớ là nếu mình muốn mấy chương trình bổ túc này thì Medicare nó sẽ không cho. Cái thứ ba nữa là Don thấy nhiều người khi mình nói về Medicare, Medicare Advantage, Medicare Supplement thì nói dùng một từ nhưng mà nhiều khi mình ý mình nói là cái plan này mình lại nói cái plan kia, nó rất là khác nhau. Medicare quỹ là Medicare của liên bang gửi về AB là khác. Medicare Advantage là cái phần Part C, phần C là của công ty tư nhân có, hoặc là Medicare Supplement cũng là của công ty tư nhân nó có. Medicare Advantage, Medicare Supplement lại khác nhau nữa. Medicare Advantage thường là cho mình vừa A vừa B vừa D thuốc luôn, có khi mình phải trả mỗi tháng, rồi mình phải trả copay khi mà mình đi bác sĩ hoặc là đi bệnh viện. Còn phần thuốc cũng phải trả copay, không phải lúc nào cũng miễn phí. Còn Medicare Supplement á, Supplement là cái plan mình phải trả tiền mỗi tháng, mà nó lại không có tiền thuốc, cho nên nếu mà mình muốn mua Medicare Supplement mình phải mua cái phần D là phần thuốc riêng ra nữa, cho nên cái giá tiền của nó sẽ khác nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cho nên như khi mình nói mấy cái danh từ này thì anh Jimmy nghĩ là bây giờ anh Jimmy mà còn confused mà thấy lộn xộn người lớn tuổi nhiều khi là càng thấy lộn xộn nữa. Cho nên tốt nhất là nếu mà không có rành thì nếu mà có câu hỏi thì tìm hiểu cũng như nói cho Đông biết thì có thể giải thích cho. Đây là vậy. Dạ, anh Jimmy thật sự là nghe Đoan nói chuyện khoảng 15-20 phút càng nghe càng thấy giống như bị tàu hỏa nhập ma vậy đó, tại nó quá nhiều. Rồi bây giờ nghe nói là khám răng, khám mắt hồi xưa mình đi làm có một cái bảo hiểm nó cover hết everything, bây giờ mình ra mình phải mua tùm lum hết trơn. Như vậy á, thì Đoan có những cái chương trình hay là có những cái buổi tư vấn hay là những cái phương pháp nào, hay là mỗi tuần, mỗi tháng em có một cái talk meeting hay cái gì đó để quý vị mà cần có thể là liên lạc với em để em chỉ dẫn, hay là từ cá nhân, hay là em có thể làm theo group hay gì, thì có những cái chương trình gì mà Đoan có thể, công ty của Đoan có thể giúp cho quý vị khán giả mà rất là muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề này mà được nói tiếng Việt với Đoan chứ không cần phải lo sợ tiếng Anh, hay là có rất là nhiều thư từ tùm lum mà không có biết cách đọc, mà không có con cháu không có đọc được, thì có thể cầm tới Đoan giúp đỡ. Thì Đoan có những cái chương trình hay là những cái cách thức như thế nào mà Đoan có thể giúp đỡ quý vị khán giả đang nghe đài về Đoan? Hiện giờ thì cái văn phòng của Đoan ở UTC area, văn phòng thì lúc nào cũng mở cửa. Nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi muốn tìm hiểu thêm, bây giờ là chuẩn bị 65 tuổi thì không có biết vô chương trình nào tốt hơn cho mình, hoặc là đã có Medicare mà muốn tìm hiểu coi là mình có thể có nhiều cái chương trình nào tốt hơn cho mình nữa, thì có thể gọi Đoan hoặc là email cho Đoan. Mình có thể lấy hẹn hoặc là gặp ở văn phòng, hoặc là gặp ở nhà đó, hoặc là Zoom call cũng được. Giống như là Don bây giờ thì tại vì cái pandemic cho nên cũng flexible lắm, là không có phải tới văn phòng. Nhưng mà nếu mà muốn tới văn phòng thì văn phòng ở UTC. Hiện giờ thì Don chưa có mở làm như cái group presentation để mà nói chuyện về nguyên cái group nhiều người. Bây giờ tại vì bây giờ là tháng 6, thường á mỗi năm là bắt đầu 15 đến tháng 10 cho tới tháng 7 á, thì nó kêu là open enrollment, là annual open enrollment, có nghĩa là mỗi năm nó có cái thời điểm này là những cái công ty mà có offer mấy cái Medicare plan nó sẽ quảng cáo, rồi công ty của Don sẽ có mở ra những cái chỗ mà để mình nói chuyện, mình giới thiệu, mình giúp cho những người quý vị mà 65 tuổi trở lên để tìm hiểu về Medicare đó. Thì tới tháng 10 thì mới có mấy cái này. Bây giờ nếu mà có muốn tìm hiểu thêm thì cứ liên lạc cho Don, thì Don có thể hoặc là gọi nói chuyện phone, hoặc là video Zoom giống như vậy, hoặc là gặp mặt
Cho nên bây giờ thì xin lỗi là chưa có mở ra được mấy cái group rộng rãi này, nhưng mà Don cũng có một cái mục đăng báo ở trong báo Người Việt Tự Do, có một cái mục nhỏ thì trong đó thì có tên tuổi với lại số phone với lại email của Don, cho nên thì hôm nay nếu mà không có lấy được cái số điện thoại thì ở trong báo Người Việt Tự Do thì sẽ có information của Don trong đó. Rồi, cảm ơn Đoan rất là nhiều. Thì ba cái điểm chính mà Jimmy học được qua cái buổi trò chuyện với Đoan mà quý vị, Jimmy rất hiếm với quý vị. Cái thứ nhất, đó là không phải mình đợi tới 65 tuổi mình mới xin được cái Medicare. Có những trường hợp, đặc biệt quý vị chưa tới 65 tuổi mà quý vị hồi đủ điều kiện thì Đoan vẫn có thể giúp đỡ quý vị xin được cái đó. Đó là cái đầu tiên mà Jimmy nhận được. Nhưng mà Jimmy nghĩ bản thân của mình thì chắc không có được cái đó, nhưng cho nên phải ráng đợi tới 65 tuổi. Cái thứ hai nữa là theo Đoan nói là cái Medicare nghe thì đơn giản thiệt là nó có A, B, C, D, nó rất là complicated, có cái của liên bang, có cái của tiểu bang, có cái của những cái hãng tư nhân ở ngoài. Cho nên quý vị mà nhận được rất nhiều thông tin không hiểu, cứ gọi cho Đoan và Đoan sẽ giúp cho quý vị. Và thứ ba nữa đó là Đoan bây giờ thì chưa có mở những cái lớp tại vì cái mùa COVID này thì quý vị nghĩ là mọi người cũng đang cẩn thận. Nhưng nếu mà quý vị cần gọi điện thoại cho Đoan hay là làm việc qua Zoom hay là gọi video call giống như vậy, thì Đoan lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện và tiếp chuyện và chỉ dẫn cho quý vị. Mà nếu rất là cần nữa mà quý vị không có ngại thì Đoan vẫn có thể tới gặp quý vị. Chừng nào tới tháng 10 là cái lúc mà mình mở open enrollment, tức là lúc mọi người có thể đăng ký cái mùa đăng ký mở, thì ai muốn cái gì thì Đoan sẽ tổ chức những cái lớp học nhiều hơn. Đó, thì đó là những cái thông tin và cái số điện thoại và cái số địa chỉ của Đoan nó sẽ hiện trên màn hình cho quý vị. Với sự tóm tắt như vậy thì Jimmy Thái xin được ngưng cái chương trình nói về cái bảo hiểm Medicare với cái cô Đoan ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi trò chuyện tiếp theo. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin chào tạm biệt.